bị cáo Ngọc Trinh được tuyên án treo, trả tự do ngay tại tòa, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh, 34 tuổi, tức người mẫu Ngọc Trinh, bị tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt một năm tù nhưng cho hưởng án treo về hành vi lái xe phân khối lớn khi chưa có bằng lái và thực hiện các động tác lái xe nguy hiểm như thả hai tay, nằm, quỳ trên yên xe. Trưa ngày mùng 2 tháng 2, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh, 34 tuổi, người mẫu Ngọc Trinh, một năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội gây dối trật tự công cộng, đồng thời tòa tuyên trả tự do cho bị cáo ngay tại tòa nếu bị cáo không phạm tội nào khác. Ngọc Trinh bị tạm giam từ ngày 19 tháng 10 năm 2023 đến nay. Cùng vụ án, bị cáo Trần Xuân Đông, 36 tuổi, bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù cho hai tội danh gây dối trật tự công cộng và tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Hội đồng xét xử nhận định, Hành vi gây rối trật tự công cộng của Ngọc Trinh và Đông là nguy hiểm cho xã hội, đe dọa an toàn tính mạng, sức khỏe của người khác, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức của Đông còn xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính nhà nước, đến sự hoạt động bình thường của cơ quan tổ chức. Theo hội đồng xét xử, các bị cáo đều có đầy đủ nhận thức về năng lực hành vi của mình nhưng với thái độ xem thường pháp luật, cố ý phạm tội. Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình phạt và hình phạt theo tòa, trong vụ án, các bị cáo đều phạm tội hai lần trở lên. Nhưng các bị cáo đều có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, chưa có tiền án tiền sự. Tại cơ quan điều tra, tại tòa, các bị cáo đều khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, bị cáo Trinh tham gia công tác thiện nguyện, có nhiều giấy khen, thư khen, còn bị cáo Đông có người thân thích trong gia đình là người có công cách mạng, có người là liệt sĩ. Vì vậy, hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo. Đối với Ngọc Trinh, hội đồng xét xử xét bị cáo phạm tội lần đầu có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự có nơi cư trú rõ ràng đã bị tạm giam hơn 3 tháng thời gian tạm giam đã phần nào có tác dụng gian đe do đó không cần thiết phải bắt bị cáo chấp hành hình phạt tù nên cần cho bị cáo hưởng án treo ấn định thời gian thử thách phù hợp với các quy định pháp luật trong phần luận tội đại diện viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt Ngọc Trinh từ 6 đến 9 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng bị cáo Trần Xuân Đông từ 6 đến 9 tháng tù về tội gây dối trật tự công cộng, 6, 12 tháng tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, tổng hợp hình phạt đề nghị của Đông là từ 12 đến 21 tháng tù. Cáo trạng truy tố Ngọc Trinh về tội gây dối trật tự công cộng theo điểm A khoản 2 điều 318 bộ luật hình sự, phạm tội có tổ chức với mức phạt từ 2 đến 7 năm tù. Bị cáo Trần Xuân Đông bị truy tố về hai tội, gây dối trật tự công cộng theo điểm A khoản 2, và tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức theo khoản 1 điều 341 Bộ luật hình sự. Trước đó, trong phần nói lời sau cùng, bị cáo Ngọc Trinh trình bày vì suy nghĩ chủ quan, thiếu kiến thức pháp luật nên bị cáo đã phải trả giá bằng những vết sẹo, vết thương cho bản thân của mình. Trên hết là bị cáo đã bị tạm giam suốt 3 tháng qua và hôm nay là bị đưa ra xét xử. Vì những lúc bộc phát nhất thời mà bị cáo đã có những hành vi sai phạm lúc nào không hay biết. Bị cáo luôn mong muốn bản thân của mình phải làm đúng quy định của pháp luật. Trong sự việc lần này, bị cáo không cố ý, không cố tình biết luật mà phạm luật, Ngọc Trinh nói lời sau cùng. Bị cáo Ngọc Trinh trình bày thêm, khi nhận ra sai trái của mình thì đã muộn. Vì vậy, Ngọc Trinh mong muốn được giảm nhẹ, sớm trở về với người thân, đồng thời xin lỗi những người bị liên lụy do mình gây ra. Khóc khi nói lời sau cùng, bị cáo Trần Xuân Đông trình bày, bị cáo đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật xin hội đồng xét xử cho bị cáo hưởng khoan hồng và nhận mức án nhẹ nhất